Xin chào mừng quý khán thính giả đến với Nielsen Channel. Chúng ta sẽ tiếp tục bình luận thời sự về vấn đề Phó Tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam và những việc bà đã làm tại Việt Nam. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về dàn xe đặc chuẩn của mặc vụ Mỹ để tháp tùng Phó Tổng thống Kamala Harris. Thứ hai là tại sao Mỹ lại xây dựng một cái đại sứ quán mới rất là cực khủng tại Việt Nam. Và cái thứ ba là văn phòng CDC nó có ý nghĩa gì. Và cuối cùng, trong cái cuộc họp báo trước khi rời Hà Nội thì bà đã có cho chúng ta biết tổng hợp những cái vấn đề đã đến Việt Nam và ý nghĩa của vấn đề quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái dàn xe đặc chủng mà mật vụ Mỹ họ dùng để tháp tùng Phó Tổng thống Kamala Harris tại Hà Nội. Chúng ta đã biết để chuẩn bị một cái chuyến đi này thì chúng ta hiểu là từ cái lúc mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng á, là qua Việt Nam về thì cách đây là một tháng. Khi mà đã chuẩn bị một cái chuyến đi cho một nguyên thủ quốc gia thì họ sẽ là chuẩn bị trước cả một tháng trời. Nghĩa là trong một tháng đó cái lực lượng an ninh của bên phía Hoa Kỳ á, họ sẽ qua Việt Nam trước và qua Singapore trước để họ tìm hiểu những cái đường đi như thế nào đó. Thì các bạn biết là những cái dàn xe này họ đã đem tới Việt Nam trước. Cái này đem được chế tạo tại Mỹ và đem tới Việt Nam trước, cũng như cái dàn xe bên Singapore họ cũng mang tới trước. Họ mang tới trước qua cái lực lượng mặc vụ đó, họ đã đi qua Việt Nam trước cả tháng này rồi. Họ làm việc từng cái ngóc ngách, từng cái đường đi nước bước, từng cái những cái vụ mà bà, những nơi đâu là bà sẽ đến đó, rồi trong cái khách sạn bà ở như thế nào thì họ đã làm việc trước một tháng nay. Nghĩa là họ qua đây họ kết hợp với cái lực lượng an ninh của Việt Nam và mọi việc từ phục vụ đến tất cả đều được từ bên Mỹ đưa qua và từ đại sứ quán Việt Nam lo, và mọi cái đã được chuẩn bị trước cả tháng nay rồi. Trong một chuyến đi chỉ có 2 ngày thôi nhưng mà thực sự đã được chuẩn bị trước cả tháng rất là kỹ các bạn, không có đơn giản. Và cái gì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là cái dàn xe đặc chủng. Nghĩa là từ trên chuyên cơ thì vào tối ngày 24 tháng 8 thì Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Hà Nội bằng chuyên cơ là Air Force One 2. Thì sau khi xuống sân bay Nội Bài thì cái dàn xe đặc chủng của mặc vụ Mỹ đã tháp tùng Phó Tổng thống về thành phố Hà Nội. Trên đây các bạn nhìn thấy đây là cái dàn xe đặc chủng. Đây là một trong những cái biểu hiện giờ thấy là nhất, đó là về quyền lực của Tổng thống và Phó Tổng thống. Đồng thời đây cũng là lời nhắc nhở về những cái an ninh khổng lồ bao quanh những cái yếu nhân khi mà thực hiện các cái chuyến công du, đặc biệt là trong những cái chuyến công du của Đông Nam Á trong cái thời gian từ 22 đến 26 tháng 8 năm 2021 tại hai nước Singapore và Việt Nam. Ở đây Phó Tổng thống Kamala Harris đã sử dụng chiếc xe là Suit Celebrity Superman. Nó là loại xe chuyên dụng để mà di chuyển, nó được di chuyển từ một chiếc là Chevrolet Suburban, có nghĩa là những cái loại xe Chevrolet này của Nhật các bạn. Đó, mà cái loại xe này chỉ làm chuyên dành cho Tổng thống và Phó Tổng thống thì mới được gia nhập. Và nó mới được gia nhập vào cái đội hộ tống chỉ hơn có 2 năm thôi. Đây là những cái chiếc xe đầu tiên, nó là những chiếc xe thể thao mà nó thuộc cái là đa dạng cỡ lớn. Và nó khi tham gia vào đoàn hộ tống của Tổng thống và Phó Tổng thống vào những cái đầu năm 2000. Và bây giờ đây chúng là những cái phương tiện chủ lực cùng với những chiếc xe limousine chuyên dụng huyền thoại mà chúng ta đã từng được biết đến với biệt danh là quái thú. Ở đây những chiếc xe này nó mang tính biểu tượng cho nhiều chuyến đi của Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ, cũng như là những cái chiếc mới mà ít được sử dụng trong thời gian đầu, bởi vì nó đã chứng minh được cái khả năng của mình trong cái những cái hoạt động thực tế. Hiện giờ chiếc xe này đã trở thành là một cái vật thường xuyên xuất hiện trong các cái làn xe mà Tổng thống thực hiện, và nó được bay trên những cái
nó được vận chuyển tới trước những chuỗi, ví dụ như qua Việt Nam thì nó được vận chuyển tới trước trên những cái chuyến bay vận tải, nên là có mặt tại Việt Nam trước này, để mà thực hiện nhiệm vụ trong các cái chuyến công du của Tổng thống hoặc là Phó Tổng thống Mỹ. Một chiếc như vậy khi mà nó hộ tống yếu nhân thì nó được đánh giá là một cái giống, một cái rất là coi như một cái loại chiếc xe quý. Ngay cả mà trước khi mà nó là từ là một chiếc xe thể thao mà được sửa đổi cho để cho nó phù hợp với cái mục đích hộ tống thì nó đã được sửa đổi nhiều và dựa trên cái mẫu xe là Vship A2500HD, và nó đang được năm 2014, nhưng mà nó vẫn có sẵn cho các cái hạm đội và quân đội. Trong một vài năm nữa thì cái dòng xe mới sẽ cho ra mắt cái mẫu xe mà thuộc thế hệ 11, mới vừa sản xuất vào năm 2020. Và như bạn biết là chính những chiếc xe hộ tống này á, nó được khi mà đi đến thì nó được trang bị bên ngoài của nó là thêm nhiều cái lớp áo giáp mà nó rất là dày, và những cái ngoài ra trong chiếc xe này nó còn có cái hệ thống liên lạc mà ngồi trên xe đó tổng thống và phó tổng thống có thể làm việc trên tất cả thế giới và là cái có thể là quản lý cả đất nước mình luôn. Và hơn thế nữa thì các bạn biết trong này nó trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại, và cái lớp áo giáp này nó có thể chống được tất cả các cái loại đạn, mà trong đó có bao gồm có thể mà để mà nó chống lại cái loại mà máy bay tấn công, mà máy bay không người lái. Cho nên nó mang cái dòng xe này á, nó cái cơ bản là nó chịu đựng được các cái thiết bị nặng trang bị trong xe dùng để mà bảo vệ tổng thống và phó tổng thống. Mà các điều lưu ý là những cái vũ khí trang bị trong này rất là hiện đại nha bạn, cũng như là các cái trang thiết bị về những cái điều khiển vi tính rất là những cái công nghệ rất là cao. Đây là một cái điều mà nó được trang bị và nó chuyển đổi từ một chiếc xe thể thao và chuyển thành một chiếc xe chuyên dụng của riêng tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ở đây nó có thể làm là cái không gian của nó lớn và có thể giúp cho những cái người mật vụ ở bên trong họ có thể mà họ sử dụng được tất cả những cái phương tiện khi mà họ trên cái con đường mà theo cái hành trình để mà bảo vệ tổng thống và phó tổng thống. Thì ta thấy là khi mà các bạn đặc biệt trong những chiếc xe này là các bạn thấy là cái vấn đề là khi mà di chuyển thì bạn thấy là tổng thống di chuyển mà 10 chiếc xe đều giống như nhau, tất cả chiếc xe đều giống nhau hết, cho nên là bên ngoài sẽ không biết là tổng thống ngồi trên chiếc xe nào. Tất cả chiếc xe đều giống như nhau và đều trang bị bằng như nhau hết, cho nên là những xe nó đều có khả năng và công dụng của nó giống như nhau. Đây là một cái dàn xe cực khủng, nó có thể cái độ dày của nó có thể mà bảo vệ tất cả những cái loại mà tấn công bằng cái vũ khí hạng nặng. Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là chúng ta nói về cái vấn đề là một cái khủng thứ hai nữa mà phó tổng thống Kamala Harris khi đến Việt Nam làm việc, cái đó là vấn đề xây dựng đại sứ quán Mỹ mới tại Việt Nam. Thực sự thì đại sứ quán Mỹ đã có tại Việt Nam từ lúc mà thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam lại bình thường từ năm 1995. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà xây dựng, cái ý tưởng mà xây dựng đại sứ quán mới này không phải là mới có đây, mà nó đã có được từ cái thời tổng thống Donald Trump. Khi ông đến Việt Nam thì ông nói là khi mà đã nâng cái tầm quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển hơn á, thì cái vấn đề là cái đại sứ quán này á, là sẽ không có đủ cái điều kiện, cho nên cần phải xây dựng một cái đại sứ quán mới để mà có thể trang bị thêm những cái công nghệ mới cao hơn, và để chứng tỏ là một cái đại sứ quán tại Hà Nội nhưng mà nó mang cái tính chất là khu vực. Có nghĩa là ý tổng thống Donald Trump là muốn đặt đại sứ quán tại Việt Nam, nhưng mà cái đại sứ quán này nó mang cái tính chất là tầm khu vực luôn, Đông Nam Á luôn.
Rồi sau khi mà Tổng thống Joe Biden và Phó thống Kamala Harris lên thì họ vẫn tiếp tục cái vấn đề là xoay trục qua cái khu vực Đông Nam Á, và cái vấn đề mà xây dựng lại cái đại sứ quán mới là một cái vấn đề hoàn toàn là phù hợp, và họ tiến hành luôn vấn đề này. Như vậy thì đây Việt Nam là một cái nước, tại sao mà vậy? Bởi vì là chúng ta nhớ Việt Nam mình là một cái nước hiếm hoi giữ được độc lập, duy nhất trong 10 nước ASEAN giữ được độc lập hoàn toàn đối với Trung Quốc. Chính cái vấn đề đó làm cho cái vấn đề xây dựng đại sứ quán tại Việt Nam là một cái hứng thú rất là cởi mở đối với chính phủ Mỹ. Và Việt Nam là một trong những đối tác quân sự lớn của Mỹ mà có thể thay thế được Trung Quốc. Và khi mà Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Việt Nam thì bà đã đánh giá rất là cao cái vấn đề cần thiết phải mở rộng và xây dựng đại sứ quán. Như vậy thì ta phải hiểu là tại sao Mỹ lại phải chịu chi một số tiền khủng để xây đại sứ quán tại Hà Nội. Ta nhớ là cái đại sứ quán cũ thì chỉ có và chưa tới 10.000 mét vuông, và đây là chính là cái việc mà xây dựng đại sứ quán này là một cái điểm nhất nhấn bất ngờ trong cái cuộc mà viếng thăm Việt Nam. Thì ngày hôm qua là ngày 25 tháng 8 thì hoạt động của Phó Tổng thống Kamala Harris đã có hai cái hoạt động. Thứ nhất đó là cái hoạt động đã đứng tới là ký chứng kiến vụ mà ký thuê đất tại Việt Nam. Tại sao gọi là thuê đất mà không mua đất? Bởi vì ở tại Việt Nam mình á, là trong cái quan hệ đất đai toàn bộ là tài sản của nhân dân, cho nên nhà nước đại diện cho nhân dân, và cho nên đất các nước ngoài khi tới Việt Nam thì đất chỉ được tới cái dạng là thuê chứ không có phải là mua. Ví dụ như ở Mỹ thì họ sẽ bán luôn đất cho bạn. Cho nên là nên nhớ là Trung Quốc họ có tài sản ở Mỹ mà về đất đai cũng nhiều đó. Bởi vì cái quy chế vẫn là cho phép bán người nước ngoài được mua luôn. Còn ở Việt Nam mình nước ngoài hay là trong nước gì cũng vậy, đất đai là toàn bộ là tài sản của nhân dân, nên chỉ có được hợp đồng ký thuê chứ không có hợp đồng mua bán. Vì vậy cho nên là ngay bản thân Mỹ họ đến Việt Nam thì họ cũng phải chấp nhận cho đó. Nhưng mà vấn đề của họ ký thuê là thuê dài hạn, có thể là thuê dài hạn hoặc là có thể thuê 100 năm rồi sau đó sẽ tiếp tục gia hạn. Như vậy là hợp đồng ký thuê đất này á, thì các bạn biết là ký thuê trên cái lô đất là 3 phẩy rộng 3,2 hectare, 3,2 hectare, và cái diện tích mà theo cái đồ án thì cái diện tích xây dựng là 59.000, trên 59.000 mét vuông, là gần 60.000 mét vuông. Và cái chi phí xây dựng của cái đại sứ quán mới này rất là khủng, nó lên tới là 1,2 tỷ đô la, 1,2 tỷ Mỹ kim. Và các bạn biết khi mà xây dựng cái toàn bộ cái khu Vinhome tại quận Bình Thạnh chỗ Tân Cảng á, mà có cái tòa nhà Landmark 81 mà gọi là tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á, thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cái người giàu nhất Việt Nam khi xây dựng toàn bộ cái khu đó mà chỉ mới có một cái chi phí là hơn 1,5 tỷ đô la thôi. Mà ở đây chỉ có một cái đại sứ quán không mà đã xây dựng hơn 1,2 tỷ đô la, một cái số tiền là chi cực khủng luôn. Và theo cái thông tin công bố chính thức của thì là cái đại sứ quán này sẽ được nằm giữa cái không gian của thành phố. Đó. Ở đây nó thể hiện gì? Khi mà xây dựng cái đại sứ quán như vậy á, là thể hiện cho ta thấy là một cái sự gắn bó thực sự của Hoa Kỳ với Việt Nam. Và ở đây cho phép ta có một cái tầm nhìn mới về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Khi mà xây dựng cái đại sứ quán mà lớn nhất khu vực tại Việt Nam, đây cũng chính là một lời nhắn nhủ của Hoa Kỳ đối với các nước trong khu vực. Có nghĩa là các ông có thể chọn Trung Quốc, nhưng chúng tôi không ngồi yên. Chúng tôi sẽ giúp Việt Nam trở thành một nước số 1 trong khu vực. Một đất nước mà các ông đã từng coi thường, nay sẽ trở thành một nước lớn nhất và mạnh nhất khu vực. Đó, các bạn thấy không? Đó là một cách nhắn nhủ cho những cái chín nước ASEAN còn lại.
đa số họ đều muốn nghiêng về Trung Quốc và có một số nước về mặt ấy, nhưng mà về mặt kinh tế, về mặt bên trong họ đều bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Thí dụ như là Myanmar, Lào, Campuchia, một phần nào đó là Indo, và Thái Lan cũng vậy, cũng không phải là như hoàn toàn độc lập. Và nói tóm lại là trong cái nước ASEAN này chỉ có Việt Nam và Singapore, mà trong đó Singapore nhiều khi họ còn ấy, chứ còn chỉ có Việt Nam là một nước có thể nói là hoàn toàn độc lập nhất đối với Trung Quốc. Không phải là Trung Quốc muốn khống chế Việt Nam cái gì là được đâu. Các bạn thấy như vừa rồi là ông Hùng Ba đó, đại sứ quán tới đó, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính là nói một cách công bằng, rõ ràng và sòng phẳng luôn. Đó là chúng tôi là không có nghiêng ngả bên kia, có là nghĩa là ý Thủ tướng nói là chúng tôi có cái quyền tự quyết và độc lập của chúng tôi. Nói thẳng thắn trước mặt đại sứ luôn. Cái Việt Nam là không có khúm núm, không có gì hết. Mặc dù là giao hảo thì giao hảo, giữ hòa bình thì hòa bình, nhưng mà khúm núm thì là không có. Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính thì các bạn cũng biết rồi, Thủ tướng đã từng là ngoài là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh mà từng đã là cục trưởng cục mà tình báo về vấn đề là khu vực châu Âu, họ làm thứ trưởng công an mà cục trưởng tình báo khu vực châu Âu. Cho nên khi mà đại sứ quán họ xây dựng cái ở đây á, là một cái đại xây dựng cái đại sứ quán mới mà tại Việt Nam mà cho cái dạng là lớn nhất trong cái khu vực Đông Nam Á này, cũng là một cái lời nhắn nhủ hoặc khẳng định đối với những cái nước còn lại của ASEAN, các nước còn lại ASEAN. Trong đó nói là mấy ông thì có thể chọn Trung Quốc, đó là quyền của mấy ông nha. Nhưng mà chúng tôi sẽ không ngồi yên. Là đây là mình nói là cái cách nhắn nhủ của người Hoa Kỳ đó. Các ông có thể chọn Trung Quốc nhưng chúng tôi sẽ không ngồi yên. Chúng tôi sẽ giúp Việt Nam, mà một cái đất nước mà trước đây các ông đã từng coi thường, sẽ trở thành một cái nước gọi là mạnh nhất và lớn nhất trong khu vực. Các bạn biết tại sao coi thường không? Tại vì từ những cái năm mà chiến tranh tới giờ là mình bị cái nước mình nó bị sa sút rất là nhiều. Trong khi đó các nước Đông Nam Á thì họ trở thành những con hổ của châu Á. Và khi mà họ khá lên được thì họ rất coi thường Việt Nam mình. Những cái năm đầu mà mới giải phóng vô, khi mình mà gia nhập vào cái tổ chức ASEAN, họ coi thường ghê gớm. Họ hầu như là coi mình là một cái kiểu như mà mình đây là mình kêu những cái người ở trong rừng trong núi ra vậy đó. Họ coi mình là cái dạng thấp kém tới cái mức độ đó luôn. Nhưng bây giờ thì sao? Sau bao nhiêu năm thì bây giờ Việt Nam trở thành là một cái nước uy tín nhất trong ASEAN, và tiếng nói của Việt Nam mình rất là có trọng lượng. Các bạn biết như Myanmar hả? Khi mà họp ASEAN mấy nước kia nói không nghe đâu, mà thế mà Thủ tướng Phạm Minh Chính không biết ông nói cái gì, mà cái ông tổng tư lệnh về của Myanmar là phải đồng ý tất cả những gì Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Không phải đơn giản nha các bạn. Việt Nam mình tiềm lực quân sự mạnh, nhưng mà do những cái năm trước mình chưa có phát kinh tế, mình còn chưa có qua gọi là cái nước còn nghèo mà chưa qua thoát nghèo á, thì các nước Đông Nam Á hoặc ASEAN họ rất coi thường Việt Nam mình. Thậm chí mình dùng cái từ là khi dễ luôn đó. Nhưng mà từ khi mà mình phát triển kinh tế một cách vũ bão như vậy thì họ bắt đầu là họ mới nể trọng mình. Và khi thấy mình được các cái nước lớn, như là khi kể từ khi Mỹ quay trở lại quan hệ, có cái mối quan hệ tốt với mình, rồi các nước châu Âu, rồi các nước toàn bộ Nhật, Hàn, những cái nước lớn trên thế giới, thì lúc đó họ mới nhìn mình với một con mắt và tương đối khác. Chứ bây giờ hồi xưa là họ rất coi thường mình, họ dựa vào Mỹ, và sau này thì họ lại dựa vào Trung Quốc. Đa số những cái nước ASEAN còn lại đa số đều dựa vào Trung Quốc. Cho nên là bạn thấy là không dừng ở cái việc mà xây dựng đại sứ quán không đâu, Mỹ còn khẳng định cái đối trọng, nghĩa là cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam ở một cái đẳng cấp khác nữa. Đó là cái việc mà Phó Tổng thống Kamala Harris lại nguyên ngày hôm qua cũng khai trương luôn cái văn phòng, chiều hôm qua khai trương cái văn phòng CDC của Mỹ, cho thấy rằng là Mỹ, cái khu vực Đông Nam Á này, Mỹ đặt trọng tâm là Việt Nam. Đây là một cái tin vui cho chúng ta. Tôi mua chúng ta.
Thế là Việt Nam là một cái trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Bởi vì em thấy được cái tiềm lực của Việt Nam phát triển rất là tốt. Như vậy ta sẽ tìm hiểu, cái phần thứ ba là ta sẽ tìm hiểu sơ qua về cái văn phòng CDC để các bạn cũng phải nắm rõ được khi mà Phó Tổng thống Kamala Harris qua Việt Nam. Thứ nhất là về cái vấn đề là văn phòng CDC này thì nó lại quan hệ tới cái vấn đề là chúng ta giải quyết vấn đề phòng chống dịch Covid-19. Thì đó là một trong những cái mà lịch trình làm việc của Phó Tổng thống tại Việt Nam. Thứ nhất là giải phóng vấn đề là phòng chống dịch Covid-19 nè. Thứ hai, vấn đề là thuê và xây dựng đại sứ quán. Thứ ba là vấn đề khai trương CDC. Và thứ tư là nói về cái vấn đề quan hệ Biển Đông. Thì khi mà dự khai trương, chính Phó Tổng thống Mỹ là người khai trương văn phòng CDC. Đây là một trong những cái chuỗi hoạt động tại Việt Nam. Thì bà Kamala Harris đã khai trương cái trụ sở văn phòng CDC của Đông Nam Á đặt tại Hà Nội. Đây còn được gọi là một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm để bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực. Khi phát biểu cái vào cái lúc khai trương này thì Phó Tổng thống nói là bà rất vinh dự khi mà khai trương cái văn phòng CDC tại cái khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái mối quan hệ kết nối với khu vực này, kết nối thế giới. Đó là thế giới chúng ta phải kết nối với nhau. Quan hệ đối tác thì nó luôn luôn là phụ thuộc vào nhau. Và điều cần thiết của các nước là cần phải chuẩn bị cho cái sự đương đầu với nhau, từ đó tạo ra những cái cơ hội. Và đó cũng là lý do văn phòng CDC này được khai trương. Và cái sự hợp tác của chúng ta là rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác với các nước Đông Nam Á còn nhiều hơn nữa trong những cái năm tới. Và chúng ta cũng biết cái lĩnh vực mà ưu tiên của cái văn phòng CDC này á, đó là Covid-19. Nhưng tuy nhiên nó vẫn còn nhiều cái lĩnh vực khác như là đào tạo, xem xét y tế của khu vực và đưa vào đào tạo những cái chương trình tốt hơn, xây dựng chương trình đổi mới cho dân số, sức khỏe và di cư, đảm bảo ứng phó trước các cái tình huống khẩn cấp mà thông qua cái mạng lưới của trung tâm họ sẽ điều hành khẩn cấp và dự báo trước những cái biến đổi từ động vật. Đứng đầu mà CDC của khu vực Đông Nam Á sẽ là một giám đốc khu vực. Ông là một cán bộ cao cấp nhất của khu vực và đại diện cho CDC của Mỹ, chịu trách nhiệm toàn bộ và đồng diện về chiến lược kinh tế của toàn cầu và tổ chức. Ngoài ra ở đây còn có một phó giám đốc thường trực khu vực và một phó giám đốc khác phụ trách về chuyên môn. Tất cả những nhân sự của cái văn phòng CDC tại Việt Nam này là do chính phủ Mỹ họ điều động trực tiếp. Nhưng mà tuy nhiên họ cái văn phòng CDC này không chỉ giới hạn ở cái lĩnh vực Covid-19 mà còn có những cái lĩnh vực khác. Như thí dụ như là họ sẽ mở rộng, một là sẽ mở rộng đào tạo cho các cái cơ sở xét nghiệm. Hai là họ sẽ xây dựng các cái chương trình cải thiện sức khỏe cho dân sự, đặc biệt là cải thiện sức khỏe cho dân lao động và di cư. Thứ ba là họ sẽ hướng tới xóa bỏ các cái bệnh như là bệnh sởi, bệnh sốt rét. Đồng thời là họ sẽ hỗ trợ cái văn phòng CDC tại Việt Nam đó, sẽ hỗ trợ cho chính phủ Mỹ đưa ra những cái sáng kiến trong khu vực thuộc về cái lĩnh vực là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Họ sẽ phối hợp vấn đề này trên những cái vấn đề lĩnh vực của sông Mekong. Mà các bạn chú ý là sông Mekong rất là quan trọng, khi đây là cái đầu cái nguồn nước của mà các nước khu vực hạ lưu phía dưới này, mà đầu nguồn lại là Trung Quốc. Và cũng như vậy thì CDC sẽ phụ trách về vấn đề y tế của khu vực Đông Nam Á, và họ cố gắng làm cái vấn đề là tránh mọi cái vấn đề lây nhiễm từ động vật sang người. Tránh lây nhiễm từ động vật sang người, như thí dụ như những cái bệnh như là có cái triệu chứng như là cúm, hoặc là những cái hô hấp mà nó mang cái cấp tính nặng, hoặc là cúm da cần,
cúm gia cầm, cúm lợn, virus từ dơi. Thì các bạn biết năm những cái năm mà 2012, 2013 thì nó lại có một cái dạng cúm là cúm gia cầm. Rồi, cái Tết nó cũng bắt đầu từ Trung Quốc, cho nên là nguyên cái Tết đó là không có dám ăn gà, chỉ toàn thịt heo không. Rồi thứ hai là cúm lợn. Thì mấy bạn biết trong những cái năm 25, 15, 16 thì có những cái dịch cúm lợn đó, những cái năm đó thì mình lại không dám ăn thịt heo. Rồi bây giờ cái Covid-19 này thì lại nói là từ cái gốc từ Vũ Hán, là do những cái con virus từ những con dơi đó, là họ cũng tuyên bố. Và tất cả những cái bệnh cúm này đều xuất phát từ văn phòng CDC, thì họ sẽ hợp tác chặt chẽ với cái khối ASEAN để thực hiện những cái ưu tiên chung về y tế, đặc biệt là an ninh y tế. Như vậy thì ở đây là khi khai trương khu vực này thì Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng cam kết là Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới trong cái vấn đề là chống lại cái đại dịch Covid-19. Và điển hình nhất là thông qua cái cơ chế COVAX thì bà đã hỗ trợ cho nhiều nước, bên chính phủ Mỹ đã hỗ trợ cho nhiều nước khoảng 23 triệu liều vaccine. Trong đó là Việt Nam trước đây là đã được thông qua cơ chế COVAX thì đã được 5 triệu liều vaccine. Và ngay cái ngày hôm qua thì bà cũng đã công bố chính phủ Mỹ là sẽ tiếp tục trao tặng cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer và sẽ đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Và đến trưa hôm nay thì đã có lúc mà tôi nói với các bạn là thông báo là đã có 1 triệu liều vaccine về Việt Nam đó, thì tất cả đang trên đường về, nhưng mà thời điểm tôi thông báo là đã về được 200 mấy chục ngàn liều, và bây giờ cũng đã khoảng 500 ngàn liều. Và cái 500 ngàn liều kia thì họ sẽ vận chuyển trong vòng ngày mai là sẽ hoàn thành, nghĩa là tất cả đã được đưa lên và đang trên đường vận chuyển các bạn. Mà đã về tới Việt Nam thì tới thời điểm này thì đã được 500 ngàn liều. Như vậy theo thông tin từ theo cái thông tin chính thức mà từ USAID, nói đọc theo tiếng Việt Nam cho các bạn dễ hiểu, theo thông tin chính thức từ USAID thì từ đầu tháng 9 này á, dự kiến là sẽ có 77 tủ cấp đông âm sâu trị giá khoảng 691.000 đô la Mỹ do cái phi đội trái cây Spring 36 của căn cứ không quân Anderson thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mua và họ phụ trách vận chuyển. Và cái số này khi đến Việt Nam sẽ được giao cho 63 tỉnh thành. Điều nó có nghĩa là mỗi một tỉnh thành phố của Việt Nam á, thì sẽ được nhận một cái tủ cấp đông này. Và còn cái số còn lại á, là 14 tủ mà cái kích cỡ nó lớn hơn á, thì sẽ được giao cho các cái cơ quan chức năng để mà bảo quản cái vaccine Covid-19. Thì các bạn biết là trong những cái vừa qua thì là chính phủ Mỹ đã nói hỗ trợ Việt Nam là 20,9 triệu tiền Mỹ Kim. Thì trong cái số 20,9 triệu đó là có cái số dùng ra là 691.000 Mỹ Kim này để mà mua cái 77 tủ đông âm sâu, tủ cấp đông âm sâu dùng để mà bảo quản cái vaccine. Đặc biệt là cái vaccine Pfizer nó rất là khó bảo quản các bạn. Nếu mà nó không có được cái tủ mà mãi á, thì cái tủ mà đúng quy định của nó thì nó sẽ dễ bị hư hỏng. Và cái tủ này thì do là không quân của Hoa Kỳ đó, cụ thể là cái phi đội trái tên cái nó là phi đội trái cây Spring 36, và cái phi đội này nó của căn cứ không quân Anderson thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, họ sẽ trực tiếp đi mua và họ vận chuyển tới Việt Nam. Đó là tất cả những cái gì mà Phó Tổng thống Kamala Harris khi đến Việt Nam đem những cái món quà cho Việt Nam, ví dụ như khai trương văn phòng CDC nè, xây dựng cái đại sứ quán mới nè, để nâng cao Việt Nam lên nữa trên một cái tầm, đó là Việt Nam là một nước trọng tâm và trung tâm đặc biệt của khu vực Đông Nam Á. Để và sẽ trong những cái tiến trình của họ là họ sẽ nâng lên Việt Nam trở thành một cái đối trọng thực sự đối với Trung Quốc về vấn đề là kinh tế cũng như là về quân sự. Như vậy thì trước khi rời khỏi Việt Nam vào chiều ngày 26 là ngày hôm nay,
thì phó tổng thống Kamala Harris đã có một cái cuộc họp báo trước khi rời khỏi Hà Nội. Thì đây cũng là một cái vấn đề bình thường thôi các bạn, vấn đề bình thường không có vấn đề gì. Đây là một trong những cái vấn đề là thường xuyên của các cái tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Trước khi mà sau một cuốn chuyến thăm nào đó thì họ phát biểu, họp báo phát biểu và để thông báo về cái chuyến thăm mình đã được diễn ra, những cái công việc gì. Thì đầu tiên á, thì bà Kamala Harris khi mà bà đến, bà đã cảm ơn về cái sự đón tiếp của, ở đây tôi sẽ tổng hợp lại những cái cuộc họp báo mà bà đã nói. Thì bà nói tôi cũng đôi dài nhưng mà tôi sẽ tổng hợp ngắn gọn cho các bạn. Thì đầu tiên là bà phó tổng thống Kamala Harris, bà đã cảm ơn chính phủ Việt Nam đã dành cho bà một sự tiếp đón rất là nồng hậu. Và qua cuộc họp báo thì bà cũng thông báo, bà đã điểm qua về những cái mối quan hệ Việt Mỹ. Theo dõi cái cuộc họp báo vì ta thấy là cái việc Taliban mà chiếm Afghanistan á, đã phủ bóng cái chuyến đi này của bà Kamala Harris. Khi họp báo nói về Việt Nam thì các cái phóng viên họ lại không hỏi những cái vấn đề về Việt Nam mà họ chỉ tập trung hỏi về vấn đề Afghanistan, cả phóng viên nước ngoài lẫn phóng viên Việt Nam. Thì ta thấy đây cũng là một cái thông lệ của các cái quan chức Mỹ, ví dụ như là tổng thống hoặc phó tổng thống. Khi mà họ đến thăm một nước nào thì luôn luôn sẽ phát biểu để thông báo về cái chuyến, những cái diễn biến đã diễn ra của chuyến thăm. Hồi trước ta thấy là tổng thống Donald Trump họ cũng thông báo, các tổng thống đều như vậy. Riêng trong cái phát biểu của bà phó tổng thống thì bà đã điểm qua các cái mốc quan trọng khi mà bà cho bà lần đầu tiên là nữ phó tổng thống của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi Việt Nam lập cái quan hệ ngoại giao đối với Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 1995. Thì có một nữ phó tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, đó là bà Kamala Harris. Riêng về việc này nó cũng đã minh chứng là cho khởi đầu một cái mối quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngoài ra bà cũng nói việc Mỹ hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á trong cái việc mà chống lại cái đại dịch Covid-19 á, thì ở đây bà cũng tố cáo, trong cuộc họp báo là bà cũng nói luôn, bà cũng tố cáo là Trung Quốc đã có những cái yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông. Trong họp báo bà đã nói Trung Quốc đã có những cái yêu sách chủ quyền mà nó quá đáng trên Biển Đông. Tại sao là dùng là cái từ yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông? Có nghĩa là gì? Là bởi vì cái đó không phải là chủ quyền của họ, họ tự bịa đặt ra. Tức là các bạn biết rồi, họ kêu là cái bản đồ là bản đồ chính đoạn, còn mình kêu là lưỡi bò. Mình kêu là lưỡi bò tại vì nó có cái hình dáng giống như lưỡi bò. Họ vẽ ra rồi họ cho đó là những cái chủ quyền mà nó mang tích cỡ là chủ quyền lịch sử. Ngoài ra họ không có một cái bằng chứng nào. Thì người ta yêu cầu một cái chủ quyền á, thì anh phải có là người dân sống sinh sống trên đó, các hòn đảo nè, rồi anh phải có cái thời gian, anh phải có theo cái chủ quyền quốc tế á, là phải có người dân sinh sống, phải có cái thời gian gọi là cai trị tại đó. Ví dụ như mình phải đưa quân đội hay là đưa cái chính quyền ra cai trị tại đó. Và cái thứ ba, nên các bạn thấy là khi mà họ chiếm một cái số đảo mà trên cái quần đảo Hoàng Sa của mình á, thì họ lại xây dựng nhà và trường học rồi đưa người dân của họ từ bển, mà họ mới đưa sau này chứ họ chưa có quá trình lịch sử. Còn mình trước đây thì đã có những chính quyền thời phong kiến, rồi sau này là những cái chính quyền mà thời Pháp. Pháp họ đã cử người ra đó để mà thu thuế và cả quân đội cũng ra đó để mà quản lý giữ. Và chính người Pháp họ cũng đã đưa những cái bằng chứng lịch sử ra. Chính phủ Pháp hiện nay cũng đã đưa bằng chứng lịch sử ra thời đó để chứng minh là cái hòn đảo đó hồi đó họ quản lý. Mà họ đã cai trị Việt Nam thì họ quản lý, mà bây giờ họ trả lại cho Việt Nam thì đương nhiên là cái hòn đảo đó hồi xưa là họ quản lý, thì bây giờ nó là của Việt Nam. Cái chuyện đó là cả thế giới đều chứng minh là đều là như vậy. Và cái theo cái luật gọi là Công ước Biển 1982 á, người ta cũng công nhận là như vậy. Nhưng mà Trung Quốc
thì họ, bởi vì họ nói cái kiểu mà mình gọi là vừa ăn cướp mà vừa la làng. Cho nên là bà mới nói cái câu là bà tố cáo là Trung Quốc có những yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông, là cái vấn đề chỗ đó. Còn ngoài ra là còn Trường Sa nữa. Trường Sa thì các bạn biết là cái đảo đá Ba Đầu vừa rồi là Trung Quốc rất là hận mình cái vấn đề đó. Tại vì mình đã xây dựng cái, khi mà họ đem 200 cái tàu cá tới để mà chèn ép ngay tại cái đảo đá Ba Đầu đó. Và lúc đó Philippines thì lại la làng lên với họ. Thì Việt Nam mình âm thầm không nói gì hết. Mình đặt cái đầm máy khoan xuống và mình khai thác luôn cái mỏ khí tại đó. Mà một khi mình đã khai thác cái mỏ khí tại đó, điều đó có nghĩa là mình đã xác nhận cái chủ quyền của mình ở đó. Cho nên là lúc đó là cả Trung Quốc mà cả Philippines không nói được gì. Tại vì nó nằm cái chỗ cái đá Ba Đầu á, cái mỏ đá Ba Đầu á, thì nó nằm ngay chỗ cái vùng trồng lấn giữa Việt Nam mình và Philippines. Trên biển nó có những cái vùng trồng lấn giữa các nước. Điều đó nó làm rất là khó trong cái mối quan hệ giữa mình với các nước ASEAN á. Là nó cũng vẫn còn xích xắc, bởi vì có những cái vùng biển trồng lấn giữa Việt Nam, Philippines, giữa Việt Nam, Malaysia đó. Cho nên là họ cũng chưa có đồng nhất với mình lắm thôi. Thì các bạn vừa rồi cũng thấy là Malaysia họ hay bắt những cái tàu cá và đánh cá của ngư dân mình á, là lý do là lo do chỗ cái vùng trồng lấn á, theo nguyên tắc á của luật công ước biển á, thì cả hai dân của hai vùng á đều được khai thác trong cái vùng trồng lấn đó. Nhưng mà họ cứ bảo là mình đi vô cái vùng của họ thì họ bắt ngư dân của mình. Là kỳ đó là cảnh sát biển mình cũng đuổi theo tàu của họ. Hình như là trong cách đây 2 năm là cũng làm sùm lên cho nó. Rồi Malaysia họ lên trên báo trên ấy thì thế giới họ nói là Việt Nam là tấn công, là xâm lược cái vùng biển của họ. Cho nên là giữa các nước ASEAN này nó cũng còn nhiều cái rắc rối lắm. Không có đồng nhất với nhau được, bởi vì do cái tính chất là cái những cái vùng biển nó trồng lắm. Trong cái nước ASEAN thì chỉ riêng có một cái anh Lào là không có biển thôi. Anh nào mà muốn đi ra biển, có đường ra biển thì anh phải phụ thuộc về Việt Nam. Và vì lý do đó cho nên là ảnh mới còn ấy, chứ không phải giờ anh đang hầu như anh đã 90% anh ngã về Trung Quốc rồi. Trung Quốc nó còn xây một cái đường hầm mà từ Trung Quốc mà đi qua bên Lào rồi. Cho nên việc Trung Quốc mà nó vừa rồi nó quất cho cái vừa rồi mà cái Đà Nẵng mà bị quất cái vụ dịch mà một cái trận lớn vừa rồi năm ngoái là đi từ cái con đường biển đó, biển Sơn Trà đó, mà con đường nó bắt đầu từ Lào qua. Lào chỉ có đi qua Việt Nam bằng cái con đường mà ra chỗ cửa biển Sơn Trà, chứ con đường nào hết. Ngoài ra thì bà Phó Tổng thống họp báo bà Camry cũng nói là vấn đề là Việt Nam, vấn đề của Việt Nam hiện nay đó là phải giải quyết cái vấn đề phòng và chống Covid-19. Thì Mỹ, bà cũng nói Mỹ đã hiện trợ cho Việt Nam 5 triệu liều, và hiện nay thì bà cũng công bố là sẽ hỗ trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều. Bà nó đã, hiện nay thì nó đã đang trên đường và về đến Việt Nam. Ngoài ra trong cuộc họp báo thì bà Phó Tổng thống Kamala cũng nói rằng là cái việc đặt cái trụ sở CDC tại Hà Nội á, là ở đây nó thể hiện cái sự cam kết của Mỹ, và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trở luôn luôn là một cái nước độc lập, thịnh vượng, phát triển kinh tế trên một tinh thần là rộng mở, và chống lại tất cả những cái gì mà nó mang cái tính chất là ảnh hưởng tới nền độc lập của Việt Nam. Bà Phó Tổng thống Kamala Harris cũng thông báo là Mỹ đã ký cái hợp đồng thuê đất để mà xây dựng cái đại sứ quán mới tại Hà Nội. Và đây là một chứng minh nữa cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam, là mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là sẽ không ngừng phát triển. Đây cũng là một minh chứng cho việc Hoa Kỳ cam kết sẽ quay lại cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và Hoa Kỳ sẽ có những cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam. Bởi vì sao? Tại sao nói là một cái cam kết gắn bó lâu dài cho Việt Nam? Là một cái, bà nói rằng đây là một cái minh chứng cho cái việc khởi đầu cái mối quan hệ mới.
mà bà cho rằng là cái quan hệ giữa hai nước đó là một cái quan hệ kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng. Đây là toàn bộ cái nội dung mà tóm tắt bà thông báo trước khi bà rời khỏi Việt Nam. Nhưng mà ở đây cái vấn đề chúng ta cần nói ở đây á, là ở đây bà có cái câu đó là mối quan hệ Việt Nam không ngừng phát triển và minh chứng cho việc Mỹ cam kết quay lại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ở đây tôi cũng muốn phân tích và mở rộng cho các bạn biết Việt Nam là gì, tại sao Mỹ lại chọn Việt Nam là một cái trung tâm cho khu vực, mà tại sao Mỹ lại thành lập những cái văn phòng mà nó mang cái tính chất là khu vực mà đặt tại Hà Nội, đặt tại Việt Nam. Điển hình nhất là văn phòng CDC của khu vực Đông Nam Á. Thứ hai, đó là cái đại sứ quán mà nó mang cái tầm cỡ là đại sứ quán của, mang tiếng đại sứ quán của Việt Nam đặt tại Hà Nội, nhưng mà cái tầm cỡ và cái tầm bốc là để điều khiển và quản lý cả một cái khu vực Đông Nam Á, xây dựng với một số tiền khủng là trên 1,2 tỷ đô la, với một cái diện tích là với một cái diện tích là trên 3,2 hectare. Như vậy tại sao Mỹ lại làm như vậy? Đã đặt trọng tâm bởi vì hồi nãy bà có nói cái câu là Mỹ sẽ cam kết quay trở lại cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và chúng ta nên nhớ cái vị trí địa lý của Việt Nam mình á. Việt Nam có một vị trí địa chính trị, nhưng mà các bạn phải hiểu cái địa chính trị của Việt Nam á, nó không chỉ đơn giản trên mặt thứ nhất là cái địa chính trị là Việt Nam là một cái trung tâm nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nghĩa là muốn đi qua Ấn Độ Dương, từ Thái Bình Dương muốn đi qua Ấn Độ Dương thì phải đi qua cái biển Đông của Việt Nam, và từ Ấn Độ Dương muốn đi qua Thái Bình Dương thì đi ngược trở lại thì cũng phải đi qua cái biển Đông của Việt Nam. Biển Đông của Việt Nam đó là một cái trung chuyển giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đó là một cái con đường ngắn nhất, nó tiết kiệm cho mọi cái chi phí vận chuyển hàng hóa về đường tàu biển. Tiết kiệm rất là nhiều các bạn, mà là tiết kiệm về thời gian tất cả. Đây là một cái cột mốc quan trọng là một cái eo. Cái thứ hai nữa, Việt Nam nó là một cái chí nằm giữa trung tâm, vậy cho nên Việt Nam cũng là một cái trung tâm mà nó là giao thoa giữa hai cái nền văn hóa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một cái nền giao thoa, một cái nền văn hóa giữa hai cái nền văn hóa lớn của châu Á, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng ta đều phải đồng ý nhau một câu là Ấn Độ và Trung Quốc là hai cái quốc gia lớn nhất thế giới về mặt dân số. Một bên là 1.4 tỷ, một bên là 1.3 tỷ, nhưng mà hiện nay Ấn Độ hình như dân số đã vượt qua Trung Quốc rồi. Chưa kể là về mặt văn hóa, đây cũng là hai cái nền văn hóa lớn nhất thế giới và lâu đời nhất thế giới. Cái nền văn hóa cổ của Ấn Độ phát triển cũng được khoảng là 7-8 ngàn năm rồi. Ở Trung Quốc thì 6 ngàn năm, Ấn Độ phát triển trước. Cho nên đây cũng là hai cái nền văn hóa lớn nhất thế giới luôn, mà Việt Nam là trung tâm của hai cái nền văn hóa đó, mà giao thoa giữa hai nền văn đó. Cho nên Việt Nam mang một cái, tuy là nước nhỏ nhưng mang một cái tầm cỡ và một cái tính chất quyết định cho cái khu vực châu Á này. Vì châu Á đang kèn cửa giữa hai anh lớn đó. Nhưng mà cái người quyết định và cái người đặt cái vấn đề trọng tâm hiện nay đó chính là Việt Nam. Cho nên các bạn biết Việt Nam là trung tâm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và hai nền văn hóa Trung Quốc, giữa hai cái đối thủ lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Cho nên Bộ Tứ Kim Cương rất là quan trọng cái vấn đề của Việt Nam mình đó. Cho nên khi mà Mỹ mà họ đặt cái vấn đề mà trọng tâm tại Việt Nam là họ muốn Việt Nam là một cái nơi mà coi như là mạnh nhất trong khu vực về mặt an ninh, về mặt thương mại, về mặt kinh tế, đồng thời cũng phải mạnh lên về mặt quốc phòng. Và chúng ta phải đồng ý là nếu mà cái quan hệ Việt Mỹ mà tốt á, thì chắc chắn Mỹ sẽ giúp được Việt Nam vấn đề đó. Và các bạn cũng biết rồi, hầu như những cái nước mà như là Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Indo, Singapore gì đó, tất cả các nước đều mạnh lên là nhờ Mỹ, tất cả Mỹ giúp. Nhật Bản là tan nát hết với hai quả bom Hiroshima, vậy mà bây giờ là Osaka đó, là bây giờ là họ đã mạnh, đứng hàng nhì thế giới. Sau khi trước ngày mà Trung Quốc trỗi dậy thì họ là đứng nhì thế giới, rồi bây giờ Hàn Quốc cũng vậy. Cho nên cái Việt Nam mà sau này sẽ trở thành một nước phát triển như Nhật và Hàn thì cái chuyện đó là tôi nghĩ
Nếu mà chúng ta không bị đại dịch, qua được đại dịch này chắc không thể khoảng chừng 10-20 năm nữa chúng ta sẽ đạt mất đó thôi. Bởi vì bác Nguyễn Xuân Phúc đã nói rồi là đến năm 2045 là đảng và nhà nước ta quyết tâm là phải đưa Việt Nam trở thành một trong những nước phát triển, có nghĩa là bằng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngàn 2045 thì trên 20 năm nữa, cái đó khả năng chúng ta có thể làm được. Với cái đà phát triển vũ bão như hiện nay, các bạn nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh không? Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố mà có phải là nói rằng là cái người dân thành phố là chơi ra chơi mà làm ra làm. Mặc dù chơi rất là nhiều nhưng mà họ làm việc thì cũng rất là chuyên nghiệp. Mặc dù là qua nhiều đời thì họ đã bị rút rỉa về tài sản đất đai, về tài sản rất là nhiều. Có nói chung là thành phố Hồ Chí Minh này bị phá hoại, bị lấy bớt, bị ăn cắp rất là nhiều. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái thành phố phát triển nhất nước, phát triển một cách vũ bão. Thì các bạn cứ thử nghĩ coi, mà bây giờ thành phố Hồ Chí Minh lại bị cái đại dịch Covid-19 này nó tàn phá nữa. Mà bây giờ hết chuyện này, hết con người phá, hết những người quản lý phá, bây giờ tới đại dịch phá. Mặc dù bị phá như vậy mà cái thành phố này nó vẫn cứ phăng phăng, nó vẫn cứ phát triển. Bây giờ tôi hỏi các bạn, nếu mà cái thành phố này gặp những vị lãnh đạo tốt mà không bị đại dịch mà mới biết thành phố Hồ Chí Minh này nó còn phát triển tới cỡ nào, phát triển tới cỡ nào. Mà một khi cái thành phố này mà đã phát triển mạnh rồi thì cái việc mình nó, cái đầu tàu nó mạnh thì nó kéo cả cái toa tàu, cả nước này đi. Đó là một cái chuyện đương nhiên. Cho nên là người Mỹ cho họ hay lắm. Họ vì chứ vấn đề mà làm ăn kinh tế thì họ rất là nhạy cảm, họ nhìn ra ngay được vấn đề. Họ thấy mình bị phá vậy mà vẫn phá cả trong nước, cả phá cả ngoài nước, nhưng mà họ thấy mình vẫn phát triển vũ bão. Mà các bạn biết rồi, Trung Quốc họ chỉ cần phá cái thành phố Hồ Chí Minh này thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh này mà sụp thì là cái nước Việt Nam mình không có lên được, cho nên họ lúc nào cũng canh cái thành phố Hồ Chí Minh nữa. Hôm nào tôi sẽ nói với các bạn là người Trung Quốc họ sống ở đâu và làm việc ở đâu tại Việt Nam này, ta sẽ có cái bài đó sao nhé. Thì đây là toàn bộ cái nội dung mà bà đã thông báo khi mà kết thúc cái cuộc họp. Ngoài ra các cái phóng viên thì họ chỉ hỏi vấn đề áp, thì ta thấy là phóng viên thì họ chỉ hỏi về vấn đề là tại sao là Mỹ lại rút quân khỏi Afghanistan, rồi vấn đề di tản công nhân như thế nào, rồi vấn đề nhân đạo tại cái Afghanistan. Như vậy thì cái chuyến thăm của bà lúc nào cũng bị ve vãn bởi cái vấn đề Afghanistan. Nhưng bà Kamrit này bà cũng có cái hay đặc biệt là bà cũng thứ nhất là các bạn thấy trước khi tới Việt Nam là bà cũng đã gặp rất là một số cái trở ngại, rồi bà cũng vẫn vượt qua trở ngại tới và tới ngày đây. Thì cái gặp cái vấn đề Afghanistan bà cũng rất là khéo léo trong cái vấn đề mà bà chuyển trả lời, bà chuyển cái hướng trọng tâm, đó là chúng tôi đặt chuyển trọng tâm về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Là ý bà muốn nói là Mỹ quan tâm vấn đề Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương hơn, trên mà giảm bớt cái vấn đề ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Á và dành đặc biệt cho cái vấn đề quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như là cái mối quan hệ trọng tâm nhất đó là mối quan hệ Việt Mỹ. Thì cái như vậy thì mọi công việc đây thì nó cũng xin tạm dừng cái bài hôm nay. Hôm sau tôi sẽ có những cái bài phân tích khác về vấn đề Trung Quốc đối với Việt Nam và tại sao Mỹ lại quan tâm như vậy. Xin kính chúc quý khán giả khỏe mạnh, xin chào tạm biệt và xin cảm ơn. Cũng mong là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó sẽ nâng lên một cái đẳng cấp cao hơn. Và tôi sẽ có một cái buổi bình luận là tại sao mà giữa vấn đề là đối tác toàn cầu và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cũng xin chào tạm biệt và xin cảm ơn.